Lời nói đầu tiên cho Trần Sang xin gửi lời chào đến toàn thể Biết cô chú anh chị cùng tất cả các bạn đang follow theo kênh Trần Sang Keyboard Và đồng thời xin gửi lời chào đến tất cả các anh chị học viên của lớp Trần Sang Tất cả các anh chị ở trong và ngoài nước Thì trước khi đi vào cái buổi hướng dẫn ngày hôm nay Cho Sang xin gửi lời cảm ơn là tri ân đến tất cả cô chú anh chị lúc nào cũng luôn bên cạnh Trần Sang Cũng cho Sang cái động lực Thì Sang xin cảm ơn cái tấm lòng đó của tất cả cô chú anh chị rồi thì một lần nữa sang cũng xin thông báo đối với tất cả các anh chị học chiến mới của lớp Trần Sang là chúng ta nhớ nhấn vào cái nút đăng ký phía bên dưới video ha, hoặc là hay còn gọi là cái nút subscribe à, để mà khi sang giao bài hoặc là sang, sang hướng dẫn những cái kỹ năng kỹ thuật làm show thì chúng ta sẽ nhận được bài giảng liền tránh bị trường hợp mất bài ha. Còn đối với các anh chị học viên là chúng ta nhớ nhấn vào cái nút like ha, cái nút like có hình mà biểu tượng như thế này ở phía bên dưới video để mà sang biết được cái tình hình lớp của chúng ta xem cái video này như thế nào ha, để mà sang nắm được. Rồi, thì đối với cái buổi hướng dẫn của cái video ngày hôm nay sang tập trung xoáy sâu vào một cái nội dung chính. Và cái nội dung của cái video ngày hôm nay nó rất là quan trọng ha, đây là cái kỹ năng ở trước thì sang sẽ nói sơ qua ví dụ như là mỗi một con người chúng ta thì sẽ có một cái cái gì vậy chị một cái giấy chứng minh nhân dân đúng không một cái giấy chứng minh nhân dân thì người này sẽ phân biệt với người kia bằng một cái giấy chứng minh nhân dân tức là rồi thì đối với cái đàn cũng vậy thì cây đàn này nó sẽ phân biệt với cái đàn kia bằng một cái bằng một cái mã số ID ha và cái ID đó đó là ID là gì bây giờ phân tích thì đi đi là đi cho tới luôn thì cái ID đó chính là gì identification tức là đó thì đó là cái từ viết tắt của identification thì đó là cái cái mã cái sự cái mã số nhận dạng hay còn gọi là cái mã số nhận dạng của cây đàn này với cây đàn khác thì um, để cho cái nhận dạng được cây đàn này với cây đàn khác đó thì khi mà chúng ta làm việc trên cái máy vi tính khi chúng ta đi sâu vào cái phần kiểm tra về cái thông số kỹ thuật thì nó sẽ phân biệt bằng cái cái mã số id đó và để mà chúng ta cái mã số id đó để làm gì thì để mà chúng ta xem được cái mã số id đó chúng ta à, cần thực hiện những cái bước như sau thì cái mã số id đó rất là quan trọng phần sau sang sẽ nói hay trước tiên thì cái video này sang sẽ nói về cái cách mà chúng ta xem cái mã số id ví dụ như là thì để trước tiên là chúng ta phải lấy cho được cái mã số id của cây đàn thì để lấy được cái mã số id của cây đèn thì chúng ta nhấn vào trong cái nút là phân xanh nghe tay sang chỉ nó có cái nút phân xanh nè nhấn vào bước 1 step one của mình là nhấn vào phân rồi nó sẽ hiển thị ra các màn hình của cái đàn chúng ta như thế này nó sẽ có những cái chức năng gì uh, list point core harmony uh, Ratchet, controller master Tune voice set filter style setting sound setting midi and utility ha đó là nằm ở cái menu 1 và cái và chúng ta tab qua cái menu 2 nó sẽ phân ra là style reactor, song reactor, multi bar reactor, bar, installation và system. thì trong tất cả những cái phần này thì chúng ta sẽ chú ý dùm em ở cái hai chỗ, cái chỗ thứ nhất là menu 2 ha và cái chỗ thứ hai đó chính là cái chữ system cái chữ System thầm ha sang nói lại nè sang quay lại cho chúng ta dễ nhìn cái chữ System thầm này thấy không đó thì tương ứng với chữ System này nó nằm ở chữ chi là chúng ta nhấn vào chữ chi rồi đây để bạn quan trọng tiếp theo đây rất là quan trọng thì trong đây trong đây nó sẽ có những cái mục ví dụ như là owner backup restore setup reset ha thì chúng ta chỉ chú ý dùm em ở một cái mục đó là owner ha owner là gì owner là cái tên của gì của cái người sở hữu ha owner sao nói lại owner là tên của cái người sở hữu thì ví dụ chúng ta chỉ 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 quan trọng ngay trang cái chữ owner này chúng ta sẽ thấy được những cái nội dung bên dưới sang quay gần lại nè chúng ta sẽ nhìn thấy được cái chữ gì export instrument instrument info ha export instrument info bên đây đó là language thì nó là language là gì đó là ai à, quên sang dịch tiếng việt export tức là gì đó là cái sự xuất ra cái thông tin info info tức là cái từ viết tắt của information đó tức là cái thông tin đó của instrument tức là của cái nhạc cụ tức là xuất ra cái thông tin của cái nhạc cụ ha đó là cái mục này rồi ví dụ như là chúng ta muốn xuất ra cái id cái id của cây đàn thì chúng ta bấm vào trong đây chúng ta bấm vào trong cái chữ là export instrument info tức là xuất ra cái id mà lúc đầu đầu bài sẵn nói đó id identification đó cái chứng minh nhân dân của cây đàn đó ha thì đây nó sẽ hỏi sau khi chúng ta bấm vào rồi nó sẽ hỏi là execute sporting connect usb flash prime starting the operation will stop playback of other data ha tức là sao tức là ý của cái đàn nó nói là gì đó là việc thi hành cái việc xuất xuất cái thông tin này ra ha để mà thi hành xuất thông tin này ra hãy kết nối một cái thẻ usb để kết nối một cái thẻ usb chúng ta phải kết nối vô rồi tiếp theo cái cái ý ý thứ hai đó là để bắt đầu cái hoạt động này nó sẽ stop lại tức là nó sẽ ngừng lại cái việc chơi một cái bài midi nào đó, một bài hát nào đó hoặc là một bất hoặc là những cái dữ liệu khác ha. Tức là ý của nó nói là chúng ta để mà xuất cái này ra chúng ta phải gắn cái USB vào, những cái việc mà chơi xì tai chứ những cái việc mở midi hoặc là mp3 mp3 đó là chúng ta tắt đi. Đừng có cho cái đàn nó hoạt động gì hết, tắt hết đi. Rồi sau đó là chúng ta gì? bắt đầu chúng ta bấm OK để cho nó xuất ra nó exporting ra bấm OK rồi sau khi bấm OK rồi nó sẽ tiếp tục nó nói exporting has been completed it has been sealed đây giờ file name bsas nhỉ nine seven five and twenty seven to the root directory directory up the usual drive tức là sao cái việc cái việc xuất ra nó đã được hoàn thành rồi và nó cũng đã được lưu vào trong ha với cái tên là BSA S975 Instrument for N27.N27 tu N27. với cái tên này vào trong trực tiếp vào trong cái cái USB của bạn ha đã được lưu vào trong cái USB OK tức là sao tức là đã xuất ra và lưu vào trong cái USB như vậy là cái giấy chứng minh nhân dân của cái 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 cây đàn này của chúng ta là cái giấy chứng minh nó đã lưu vào trong cái nó đã lưu vào trong cái cái cái, cái thẻ cái thẻ USB của mình ha nói là giấy chứng minh nhân dân của cây đàn là để cho anh chị dễ hình dung đó chính là gì xuất cái info hay còn gọi là xuất cái ID cái identification của cây đàn rồi đó lại coi như là xong rồi đó như vậy là chúng ta có thể rút cái USB ra chúng ta gắn vào trong cái laptop hoặc là cái computer của mình thì nó bắt đầu là trong đó nó sẽ nó sẽ có cái file tên là BSA lúc nãy đó BSA S975 đó S975 mình chui mình info đó chấm N27 đó nó nó, nó mình sang sang nói gì cho lớp dễ hình dung ha thì cái file đó chính là cái file gì chính là cái file info của đàn đó rồi rồi như vậy là cái việc xuất xong rồi đó cái phần còn lại là chúng ta muốn phân tích bất cứ cái thông số kỹ thuật nào của cây đèn thì chúng ta cứ sử dụng cái file đó chúng ta phân tích và dành cho những người mà chúng ta phân tích chuyên sâu ha chúng ta làm những cái phần gì chuyên sâu mà nó dành cho cây đàn thì chúng ta cứ sử dụng cái file đó để phân tích. Rồi, cái phần sau video này sẽ nói thêm cái phần chuyên sâu nữa cho lớp chúng ta. Đây là cái phần chuyên sâu rất là hay ha và nhiều anh chị nếu như chúng ta bỏ qua thì chúng ta gắng chịu ha. Bởi vì đây là phần không phải ai cũng dạy cho chúng ta và ngay cả trong cái menu của cái Yamaha uh, Operation Yamaha Corporation á là nó có nói nhưng mà rất là cũng rất là nhiều anh chị trên 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 in, trên YouTube là người ta không có khai thác cái vấn đề này. Tuy nhiên, sẽ đọc menu và sang khai thác luôn cho anh chị. Đó là gì? Đó là cái phần tab backup và restore ha. Cái phần mà xuất info nó xong rồi đó, cái phần video nào, cái phần video sau này nó đã chuyên sâu và giúp cho chúng ta gì nó giúp cho chúng ta rất là hay tức là sao tức là chúng ta quan quan tâm cái từ backup này nè ha nó sẽ phân ra hai mục là backup và restore chỉ hai cái này nó để làm gì và chúng ta có sử dụng nó hay không thì backup là sao tức là sao lưu lại còn restore là gì restore tức là gì khôi phục lại một cái sao lưu lại và một cái khôi phục lại như vậy ví dụ như là đàn chúng ta đang bình thường thì chúng ta sẽ sao lưu lại cho nó một cái bản thông số kỹ thuật rồi mai mốt mà nàng có sự cố muốn sửa sửa chữa này nọ thì chúng ta chúng ta gì chúng ta restore lại để cho những gì nó khôi phục lại những cái thông số kỹ thuật mà trước đây chúng ta cài nè ví dụ như cái từ backup nè nó sẽ nói cho mình uh, backup the setting up the entire 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 intrusion and the data show to the user right up the intrusion to the user right đó tức là sao có việc có việc sau lưu lại các cái cài đặt của toàn thể cái nhạc cụ này và các cái dữ liệu nó đã lưu vào trong cái ổ cái ổ cái ổ cứng ha, nó lưu vào trong cái cái drive tức là cái ổ cứng đó. Rồi, của cái nhạc cụ này ha và và nó lưu đến cái cái ổ cứng của của USB ha, tức là khi mà chúng ta chọn cái lệnh backup này, ý nghĩa là sao? Chúng ta sau lưu lại toàn bộ những cái dữ liệu của cái 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 không phải sao nó lộn sao lưu lại toàn bộ những cái thông số kỹ thuật của cây đàn hiện tại chúng ta và chúng ta và nè chúng ta bấm vào trong đây sao lưu lại to backup the setting or uh, data of the instrument connection USB Raspberry right, right? tức là để mà sao lưu lại các cái cài đặt này hoặc là các dữ liệu của cái của cái này của cái của cái nhạc cụ này thì hãy kết nối cái USB vào và sau đó chúng ta nhấn OK như vậy là chúng ta gắn cái USB vào và chúng ta nhấn OK ngay cái bước này thì sao thì nó sẽ nó sẽ sao lưu lại bây giờ sang không sao lưu gọi nên sang bấm exit ra ha còn ai chưa sao lưu chúng ta bấm vào OK này thì sao thì tất cả những cái thông số kỹ thuật nó sẽ sao lưu lại hết cho anh chị và nó lưu vào trong cái USB trong trường hợp là cái đàn của chúng ta nó bị hư mà nó mắc đi những cái thông số kỹ thuật mà chúng ta đã cài đặt trước đây thì chúng ta sẽ sử dụng cái lệnh là restore restore là sao ha. restore tức là nó có nói là lost the packer file from a usb that's prime to core up the panel set up and the data you pack up tức là sao tức là cái việc mà lock lại tức là cái việc mà mở lại đó tải lại đó cái những cái file mà bạn đã sao lưu trước đây từ cái USB ổ cứng của bạn à, để mà gọi lại tức là để mà gọi lại để mà lấy lại đó mà nó ghi chữ corner đó tức là để lấy lại đó những cái, cái bản cài đặt những cái bản cài đặt những cái bản cài đặt mà trước đây đó, những cái bản cài đặt trước đây để mà lấy lại những cái bản cài đặt trước đây và những cái dữ liệu mà bạn đã sao lưu trước đây đó nó nói nè tức là sao restore để sao là để lấy lại những cái cài đặt trước đây và những cái dữ liệu trước đây ha rồi mà bạn đã cài đặt ở đây nó ghi nè đây đấy nè backup nè thì chúng ta xong bấm vô sau khi mà đàn chúng ta hư này nọ rồi chúng ta xong bấm vô chữ restore thì toàn bộ những thông số kỹ thuật nó sẽ gì nó sẽ nó sẽ mà chúng ta đã backup trước đây nó sẽ gì nó sẽ restore lại cho chúng ta à, và đó là một trong những cái mà menu của của Yamaha nó đã nói mà tự nhiên là chúng ta chúng ta không khai thác thì rất là ổn ha và sang đọc menu rất kỹ và sang khẳng định điều đó luôn thì sang mới dám đứng đây để mà sẽ hướng dẫn cho lớp và sang hy vọng cái video này nó sẽ giúp ích được cho tất cả các anh chị trong các việc mà tự xuất cho mình cái info của cái nhạc cụ của mình hiểu được info là gì và cái việc là tự sao lưu tự khôi phục trong những cái trường hợp mà mà cái giữ mà cái đàn của chúng ta nó bị hư nó bị mắc những cái thông số kỹ thuật ha sữa này nọ đó bị mắc nó hư men đồ đó này nọ đó nó mắc luôn những cái thông số kỹ thuật đó chúng ta sao chúng ta sẽ restore lại Ha, đây là những cái phần chuyên môn rất sâu ha và sang hy vọng là giúp ích được cho anh chị nha rồi xem xin dừng cái video đây thân mến chào tất cả cô chú anh chị nha